Anh Vũ ơi, em mới săn được mấy cái thố tiềm dễ thương chưa nè? Mà có thể nói đây là chứa đựng tinh hoa ẩm thực của món tiềm được luôn anh. Wow, em rất là sành điệu nha. Biết cả phương pháp chế biến tiềm luôn. Mà phương pháp chế biến tiềm là gì biết không? Thì giống như là mình chưng cách thủy vậy đó, nhưng mà cái thời gian nó lâu hơn phải không ạ? Cũng đúng đó. Chứ xíu anh sẽ hướng dẫn cho em kỹ thế nào là phương pháp tiềm. Quan trọng là em có biết nấu không nè? Khái niệm thì em biết, còn thực hành thì chắc là phải nhờ anh Vũ thôi. Nếu vậy thì em sẽ theo anh vào bếp, anh sẽ hướng dẫn cho em cũng như vị khán giả một món tiềm hết sức là đặc sắc luôn mà vô cùng dễ làm nha các bạn. Chân gà tiềm đậu đen thơm ngon bất bại. Mến chào quý vị khán giả đang xem chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Chương trình được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Thưa các bạn, để tiết kiệm thời gian, các bạn thấy tôi đã bắt sẵn lên đây trên bếp một cái chảo nước. Mình cho vào đây khoảng 2 lát gừng nha các bạn. Có muối không ạ? Chính xác, yeah. Mình cho vào đây một ít muối nha, một tí xíu rượu trắng. Chúng ta nên trần chân gà sơ qua với lại nước, pha tí xíu muối, rượu trắng và gừng để chân gà được thơm hơn và sạch hơn nha các bạn. Rồi bây giờ sau khi nước sôi thì chúng ta cho chân gà vào đây. Mà các bạn thấy nè, đó, chân gà đã hứa ra một đường dọc như vậy. Chúng ta chỉ trần nhanh thôi, khoảng độ chừng 2 phút. Rồi, mình xả qua nước lạnh. Mình xả qua nước lạnh chi vậy anh? Để cho mình loại bỏ bớt những chất nhờn á. Dạ. Giờ chúng ta sẽ tới phần xử lý nguyên liệu thôi. Cho rớt. Dạ. Giờ anh tỉa hoa nhanh nhanh tí xíu như vậy, rất là đơn giản. Đó, như vậy. Sau đó chúng ta cắt lát dày khoảng chừng 5 ly. Chúng ta cho lại ra đây. Củ sen nữa. Củ sen thì lâu chín hơn nên chúng ta cắt lát dày khoảng chừng 3 ly thôi. Đậu đen thì chúng ta nên luộc trước. Thì ở đây thì ba thố thì anh cần khoảng chừng 2 muỗng canh đậu đen. Chúng ta nên luộc đậu đen trước để sau khi tiêm thì đậu đen được chín thấm vị và bùi hơn nha các bạn. Bắt anh đây một cái nồi nước anh đã đun nóng sẵn để chúng ta tiêm nha. Dạ. Ở đây một cái chảo để chúng ta rang. 3 tép tỏi chúng ta đập giặt 2 cái tay hồi thôi. Đậu đen chúng ta cũng cà bể như vậy. Đó, chúng ta rang thăm dầu như vậy. Và anh Vũ ơi, tại sao mình phải rang sơ qua những cái loại gia vị này thế hả? Thưa các bạn, chúng ta nên rang sơ các loại gia vị này, hoa hồi nè, tỏi nè, tiêu nè. Như vậy thì món tiềm chúng ta mới dậy cái mùi thơm nha các bạn. Vừa dậy mùi thơm như vậy thôi. Giờ chúng ta sẽ chia phần ra. Mỗi cái thố được 2 cái chân gà. Tỏi nè. Dạ. Chia đều ra. Tại vì có 2 cái thì chúng ta tách ra tí. Bỏ đi ít. Tiêu cũng vậy luôn. Đậu đen chia 3 phần. Rồi. Rồi, chúng ta dùng hạt nêm Ajinomoto gà. Chúng ta cho đây tí xíu ha. Chúng ta cho tí xíu muối thôi, đó. Dạt lại xíu đường cho nó dịu món ăn. Hạt sen nè. Đó, cà rốt nè, 2 cái thôi. Cho nước vô, nước vừa xâm sắc thôi nha. Hô biến để nắp lại. Đó. Wow. Và chúng ta bắt lên chúng ta tìm. Chúng ta đây lại. Sao? Đầu tiên thì nước đã sôi rồi thì chúng ta nên hạ lửa cho sôi liu riu vừa thôi các bạn. Dạ, như vậy là mình sẽ tìm trong một tiếng. Mà anh Vũ ơi, Thanh Phương nhớ là những cái món ăn mà mình gia nhiệt nhiều và lâu thì thường hay bị mất chất dinh dưỡng. Còn món này thì sao ạ? Thì món này thì chúng ta áp dụng nguyên tắc hấp thực phẩm thì trong cái thố nữa. Cái thố được để nắp thì cho nên mà nhiệt độ mà tiếp xúc ở trong cái chân gà món ăn của chúng ta thì nó rất là thấp các bạn, khoảng từ 85 độ C thôi. Thì như vậy thì thực phẩm sẽ giữ được nhiều các khoáng chất cũng như các chất dinh dưỡng khác. Dạ vâng ạ. Đó là như vậy thôi. Rồi, bây giờ món ăn chúng ta đã đủ giờ rồi. Đó, chúng ta lấy ra như vậy. Một em. Trông rất hấp dẫn và cực kỳ thơm các bạn ơi. Chúng ta thả lên đây một cái cụm nọ xanh xanh như vậy là được rồi. Và anh Vũ ơi, món tiềm này thì mình kết hợp với những món gì ạ? Các bạn nhớ nhé, món này chúng ta nên kết hợp với lại cơm tím ga khia và gỏi bưởi cá hồi thì chúng ta có ngay một bữa ăn hết sức là bổ dưỡng luôn. Chân gà mềm, nước tiềm trong, thơm mùi hoa hồi và tiêu. Đậu đen thì chín bùi, thấm nước tiềm ngọt vị. Thêm chút cà rốt và củ sen nữa là cực thanh mát. Thơm ngon, lạ miệng và cực kỳ dễ làm. Các bạn hãy thực hiện ngay với món chân gà tiềm đậu đen nhé. Và nếu như muốn tìm hiểu thêm về các món ăn ngon, hãy truy cập vào kênh YouTube, website và fanpage của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Còn bây giờ xin được mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.